Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hôm nay thì em quay lại để review sản phẩm mic Dovol. Mic Dovol này có mã số là 9900U. Đây là sản phẩm mic Dovol, vỏ ngoài của nó. So với những cái bộ mic thông thường như thế này thì nó dày hơn khoảng 1U, có nghĩa là gấp đôi. Nhưng chiều dài của nó thì lại cũng lại bị thọt thụt đi. Nôm na nó bù trừ nhau có cũng tương đối nhau thôi. Về kích thước thì tổng quát thì chắc là tương đối nhau. Nhà nhìn thấy không? Ok. Đây là phía bên trong của nó. Có một cái tem của hãng Dovol. Xốp này nó lại không đi liền mà nó lại theo kiểu cắt lẻ. Đây là đầu thu của nó. Đầu thu của nó các bác nhé. Dovol ACT9900U. Chung là nhìn bề ngoài có vẻ rất là trường. Ỉu, có cả vàng ở đây nữa cơ. Phía sau thì cũng như các dòng mic khác thôi. Cái này có hai dâu, một rắc, hai đường rắc Canon, một đường rắc 6 ly, một cái rắc nguồn ở phía sau này. Bây giờ em sẽ lắp anten nữa. Ok. Đây là củ nguồn. Trong này em có sẵn củ nguồn, em không cần. Dòng này thì các bác sử dụng trong phòng hát hay là làm sự kiện đều được nhé. Nó là cái phân khúc tầm trung, nó cao cấp hơn UG, mấy loại UG ấy, 8, 9, 10, 20, 50 đây. Rồi, trong khi chờ đợi thì em sẽ đưa tay mic ra cho bác xem. Đây, tay mic của nó đây. Thực ra là nó rất là nặng nha các bạn, cầm rất là chắc tay luôn. Dovol. Để em thử pin vào. Em sẽ... Cái này nó sẽ xoáy ra như thế này các bác nhé. Đây. Mà nó dạng giống như kiểu con 18D ấy. Thụt thụt thò thò. À, gập vào và xoáy. Ok. Mở nguồn thì là ở phía dưới đít này. Các bác ấn giữ nguyên. Đấy, thế là được. Bây giờ em sẽ alo thử các bác xem nhé. Và trong video này em sẽ hát cho các bác. Lô 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 Giọng không nào á. Lô 1 2 2 ê ê ê 1 2 ê ê ê ê ê ê. Lô 1 2 3 trong cái tủ thiết bị này của em là chỉ có một con vang cơ K9 thôi nhé. Và
đẩy Vanker K9 và ra loa luôn. Đây có một con Utin với con mic UGX21 và con Vanker Utin, nhưng mà hai cái này không sử dụng. Đây, chỉ có mic này, Vanker này, công suất, thế là xong rồi. Rồi, bây giờ em sẽ chọn thử một bài. Hôm nay là 22 Tết thầy ơi. Em làm bản xuân này vẫn không về thầy ơi. Chờ em chờ
Nhưng nếu con về bạn bè thương mong, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình hiềm mầm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Vừa rồi là em có dạo qua một một khúc của cái bài Xuân này con không về. Thì em muốn hát chay để cho bác cảm nhận được cái dòng mic đầu vôn này. Thì các bác cảm thấy đánh giá như thế nào về cái bộ mic này ở trên kênh của em, thì hãy comment xuống dưới để cho bọn em biết được cái dòng mic này các bác, về cái những cảm nhận của các bác. Đấy. Thì mong các bác ủng hộ bên em mua sản phẩm mic đầu vôn của bên em. Các bác nào quan tâm thì cũng có thể comment xuống phía dưới để bên em báo giá cho các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.